chiến thuật được huấn luyện viên Mauricio Pochettino thực hiện kể từ khi nhậm chức ở câu lạc bộ. Trước Montpellier, hệ thống này vận hành trơn tru và khai thác được trọn vẹn sức công phá của bộ tứ tấn công với Di Maria, Kylian Mbappe, Neymar và Martin Icardi. Đội chủ nhà có ưu thế hơn người từ phút 15 sau khi thủ thành Jonas Omlin bên phía Montpellier bị trước quyền thi đấu, nhưng phải tới phút 34 mới có bàn thắng mở tỷ số của Mbappe. Montpellier cố gắng chống đỡ trong phần còn lại của hiệp 1. Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi.